Chào mừng quý khán thính giả của VN Hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả bài viết sẽ cảnh cáo cả Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng của tác giả Trân Văn được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Tuy Bộ Chính trị không thừa nhận, nhưng cứ nhìn thực tế hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong những năm vừa qua, thì có thể kết luận chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020 thành công hay thảm bại ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, đang đảm nhận vai trò thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa công bố chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Chiến lược này được quảng bá là nhằm gia tăng kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, không đủ năng lực, uy tín. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, vì việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược ở một số nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, sau 10 năm thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020, nhưng có nhiệm vụ giải pháp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thấp. Bộ Chính trị nhiệm kỳ này đề ra chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nói cách khác, vì chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, không hiệu quả, nên Bộ Chính trị mới đề ra chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030. Lần này, Bộ Chính trị nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung có thành công trong kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái, vi phạm pháp luật. Còn 8 năm nữa mới đến năm 2030 nhưng ngay vào lúc này đã có thể xác định bộ chính trị vừa nói thiệt hay là nói chơi. Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030 thực sự là chiến lược hay là quảng cáo. Tuần trước, có 5 viên tướng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tư lệnh Chính ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy bị tống giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Nếu tính cả hai viên tướng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bị tống giam cách nay nửa năm cùng là thiếu tướng, cùng là tư lệnh vùng của lực lượng cảnh sát biển để điều tra về hành vi nhận hối lộ, thì chỉ riêng bộ tư lệnh cảnh sát biển đã có tới 7 viên tướng bị tống giam. Đó cũng là lý do Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ban bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định hình thức kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy lực lượng cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đề nghị vừa kể, Ban Bí thư đã quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, lực lượng cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 vì buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Phó Tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng trong tháng này, từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 ở Học viện Quân y. Lý do chính khiến Ban Thường vụ Đảng ủy hai nhiệm kỳ liên tục từ năm 2015 đến 2025 ở Học viện Quân y bị cảnh cáo cũng là do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát. Để một số lãnh đạo chủ chốt như giám đốc chính ủy, phó giám đốc của Học viện và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Sở dĩ Ban thường vụ Đảng ủy, lực lượng cảnh sát biển, Ban thường vụ Đảng ủy, Học viện Quân y bị cảnh cáo vì theo chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng đến năm 2020, thì cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để dẫn đến vi phạm nhìn một cách tổng quát cảnh cáo các ban thường vụ đảng ủy vừa kể tuy là đúng song chưa đủ chưa đủ bởi quân ủy trung ương cách gọi tắt của đảng ủy quân sự trung ương tổ chức đảng cấp trên nơi trực tiếp sắp xếp nhân sự cho ban thường vụ đảng ủy của các quân chủng binh chủng quân khu quân đoàn và kiểm tra giám sát các ban thường vụ đảng ủy này vẫn vô sự nếu ban thường vụ đảng ủy lực lượng cảnh sát biển Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y bị cảnh cáo vì buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ đảng viên là lãnh đạo chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước thì tại sao Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng không ngó ngàng gì đến trách nhiệm của Quân ủy Trung ương? Ngoài Ban Thường vụ Đảng ủy của lực lượng cảnh sát biển Ban Thường vụ của Học viện Quân y, nhiều tổ chức Đảng được đặt dưới sự lãnh đạo cũng như giám sát kiểm tra của Quân ủy Trung ương cũng nát bét. Năm 2018, Ủy ban kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từng đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, năm 2019. Ủy ban kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từng đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 nhưng đến nay chưa thấy ban bí thư công bố quyết định kỷ luật. Chẳng lẽ quân ủy trung ương nơi lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của Bộ Quốc phòng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sai phạm liên tục trong một thời gian dài của hàng chục ban thường vụ đảng ủy và vài chục viên tướng từ thứ trưởng quốc phòng, kiêm ủy viên quân ủy trung ương, tư lệnh, phó tư lệnh, chính ủy, phó chính ủy quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn, binh đoàn, đến chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự một số địa phương? giám đốc, phó giám đốc các đơn vị quân đội làm kinh tế. Về mặt tổ chức, quân ủy trung ương là ban thường vụ đảng ủy Bộ Quốc phòng, giống như ban thường vụ đảng ủy các bộ. Vì sao ban thường vị đảng ủy Bộ Y tế bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để nhiều đơn vị thuộc quyền và cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Mà quân ủy trung ương vẫn vô sự trong khi về tính chất sai phạm của các đơn vị cá nhân thuộc bộ quốc phòng nghiêm trọng hơn. Thiệt hại cả về uy tín lẫn tài sản như đất đai, tài sản phục vụ hoạt động quốc phòng lớn hơn rất nhiều. Có thể vì cần phải nắm chắc quân đội, công an để đảm bảo quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng nên từ tổng bí thư chủ tịch nhà nước đến thủ tướng cùng tham gia quân ủy trung ương. Tổng bí thư là bí thư quân ủy trung ương, chủ tịch nhà nước, thủ tướng là ủy viên và Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng cùng là ủy viên. Nhưng lẽ nào vì Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng ngồi cùng mâm mà Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương trở thành tổ chức đảng bất khả xâm phạm? Phải chăng vì có Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng ngồi cùng mâm nên tại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới có những hành động càn rỡ như đã thấy? Và tại hai bộ này mới xảy ra đủ thứ chuyện tay đình trong một thời gian dài như đã biết tại sao ủy ban kiểm tra trung ương của ban chấp hành trung ương đảng không chịu nhìn vào quân ủy trung ương và đảng ủy công an trung ương như đã nhìn vào ban thường vụ đảng ủy của các bộ khác trong các hành xử đã bộc lộ rõ kiểu bên trọng bên khê như vậy thì phải hiểu như thế nào về vô tư khách quan và không có vùng cấm không có ngoại lệ tuy bộ chính trị không thừa nhận nhưng cứ nhìn thực tế hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong những năm vừa qua, có thể kết luận chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020 thành công hay thảm bại. Còn muốn biết hiệu quả chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 thì cứ chờ xem sắp tới Ủy ban kiểm tra Trung ương của Ban chấp hành Trung ương làm gì, Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thế nào về quân ủy Trung ương. Quân ủy Trung ương vẫn vô sự để Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng không phải chịu trách nhiệm lên đới về hoạt động của Quân ủy Trung ương thì kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên không đủ năng lực uy tín. Việc miễn nhiệm từ chức Trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận đã để xảy ra tham nhũng tiêu cực ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách trong chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 vẫn chỉ là những tuyên bố cho nhân dân đỡ sốt ruột. Thế thôi. Tuy Bộ Chính trị không thừa nhận, nhưng cứ nhìn thực tế hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong những năm vừa qua, thì có thể kết luận chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020 thành công hay thảm bại. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, đang đảm nhận vai trò thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa công bố chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Chiến lược này được quảng bá là nhằm gia tăng kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, không đủ năng lực uy tín. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, vì việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược ở một số nơi chưa thường xuyên thiếu quyết liệt. Sau 10 năm thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020, nhưng có nhiệm vụ giải pháp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thấp. Bộ Chính trị nhiệm kỳ này đề ra chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nói cách khác, vì chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, không hiệu quả nên Bộ Chính trị mới đề ra chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Lần này, Bộ Chính trị nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung có thành công trong kiểm tra, giám sát để ngăn chặn phòng ngừa suy thoái vi phạm pháp luật.